Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Trong phần công bố cáo trạng, ngoài nêu rõ hành vi phạm tội của 86 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát còn thông tin về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với một số trường hợp. Trong quá trình điều tra truy tố, ngoài bị cáo Lan và 5 trường hợp đang bị truy nã, 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo đã phối hợp tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Trần Hoàng Giang, Từ Văn Tuấn, Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Lan, đã tự nguyện nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, nộp 1 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, sau khi bị khởi tố đã trả lại cho ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng bị cáo Dương Tấn trước cũng xin nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục thêm 52 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan 5,2 triệu đô la Mỹ cũng đã tự nguyện nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm gửi ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Capella, bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo này hơn 657 tỷ đồng. Tiếp đó, gia đình bị cáo Trí tự nguyện nộp thêm 3,3 triệu đô la Mỹ. Cũng liên quan tới bị cáo Nguyễn Cao Trí, cuối chiều ngày 6 tháng 3, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản đã chấp nhận cho bị cáo được ở lại trại giam. Khi nào cần trích xuất, bị cáo tới tòa. Hội đồng xét xử sẽ thông báo cho lực lượng dẫn giải. Chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí độc lập với các bị cáo trong vụ án nên không nhất thiết ngày nào cũng dẫn giải tới tòa. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp trong số 80 bị cáo ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, nhiều bị cáo được nêu từng có thành tích xuất sắc trong công tác, bị bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt phạm tội lần đầu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng gia đình có công với cách mạng cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong phiên xét xử vụ án Vạn Thành Phát đại diện viện kiểm sát nhân dân đã công bố cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo ngoài ra trong cáo trạng cũng nêu việc phân hóa vai trò của nhiều cá nhân liên quan để không xử lý trách nhiệm hình sự với những người này cụ thể theo cáo trạng nhóm cán bộ cấp đơn vị chi nhánh cho vay tái thẩm định cho vay tham mưu cho ban giám đốc cán bộ giúp việc cho hội đồng quản trị ban kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định kiểm tra kiểm soát hoạt động ngân hàng scb và những người ở cấp đơn vị chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của trương mỹ lan tập đoàn vàng thịnh phát họ đều là những người lệ thuộc làm công ăn lương không giữ chức vụ vị trí chủ chốt họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo SCB. Trong đó cáo trạng có đề cập đến 3 trường hợp là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB nhưng đã qua đời khi vụ án bị phanh phui nên không bị xem xét xử lý hình sự. Đó là trường hợp bà Nguyễn Phương Hát là phó tổng giám đốc và Nguyễn Tiến Tê là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB ông Nguyễn Ngọc Dê là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula thuộc hệ sinh thái Vàng Thịnh Phát. Cáo trạng có đề cập ba trường hợp liên quan đến vụ án đã qua đời. Đây là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Cáo trạng xác định bà Nguyễn Phương Hát và ông Nguyễn Tiến Tê đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc tập đoàn Vàng Thịnh Phát vay vốn trái quy định pháp luật của ngân hàng SCB, hai người này bị xác định là đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Còn về trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Dê là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula, trụ sở số 193-203, đường Trần Hương Đạo, phường Cô Giang, quận 1, bị cơ quan tố tụng chỉ rõ là đã tham gia vào quá trình chỉ đạo, tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên pháp nhân sở hữu cổ phần, trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn hợp đồng thế chấp tài sản. Cơ quan tố tụng đã xác định ông Dê giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Xong, ông Nguyễn Ngọc Dê đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, theo nguồn tin cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng để khắc phục cho vụ án. Cụ thể, gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, nộp 4,5 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Phan Tấn Trung, cựu phó tránh thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, nộp 546 triệu đồng. Nguyễn Thanh Tùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương, nộp 500 triệu đồng. Gia đình bị cáo Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB và Cao Việt Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, cùng nộp mỗi bị cáo 200 triệu đồng. Bị cáo Bùi Nhân, cựu phó tổng giám đốc SCB nộp 70 triệu đồng. Bùi Đức Khoa, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land, và Trần Hoàng Giang, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, mỗi bị cáo nộp 50 triệu đồng. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land, Lưu Trấn Nguyên, cựu giám đốc phòng giao dịch Bảy Hiền SCB, nộp mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Trước đó, trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và 14,9 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55,4 ngàn tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 1,8 ngàn tỷ đồng và 8,4 triệu đô la Mỹ. Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường cho các thừa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng 6 bị can khác, kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh, kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ Bà Lan kê biên 137 triệu cổ phần của 5 công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân. Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ Vạn Thịnh Phát đã thu giữ tổng cộng hơn 25.000 tỷ đồng và 5,3 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với nhóm đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cơ quan điều tra thu giữ hơn 25 tỷ đồng, 5,3 triệu đô la Mỹ, 10 sổ tiết kiệm trên 10 tỷ đồng, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vào cuối tháng 2 năm 2024, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc tiếp nhận vật chứng đợt 1 vụ vạn thịnh phát gồm sổ tiết kiệm hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an. Trong vụ án trên, bà Lan đã xây dựng một đế chế với hơn 1.000 doanh nghiệp. Ngoài số tiền lớn, bà Lan còn chiếm giữ bất động sản và thuê 26 cá nhân đứng tên, chiếm 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Số tiền mà bà Lan và đồng phạm đã rút khỏi ngân hàng SCB bằng các hợp đồng vay vốn giả của các công ty ma là 1 triệu tỷ đồng riêng bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng.